công việc đòi hỏi sử dụng máy tính nhiều thì không ảnh hưởng đến quyết định là bạn có phẫu thuật cận thị hay không. Hiện nay thì có nhiều phương pháp mổ tật khúc xạ khác nhau, thì các phương pháp đều an toàn và hiệu quả. Các bạn có thể trở lại sinh hoạt bình thường sau vài ngày phẫu thuật. Sau phẫu thuật tật khúc xạ thì việc tiếp xúc với máy tính, điện thoại để làm việc thì không thể tránh khỏi, nhưng các bạn có thể hạn chế và kiểm soát được cái quá trình tái cận sau phẫu thuật tật khúc xạ. Các bạn áp dụng theo quy tắc 20-20-20, tức là làm việc 20 phút, các bạn nghỉ ngơi khoảng 20 giây và nhìn ra xa khoảng 6 mét để mắt có thể nghỉ ngơi. Hai là có thể dùng cái kính lọng chống ánh sáng xanh để chặn các tia ánh sáng từ các thiết bị điện tử vào trong mắt. Trong quá trình làm việc thì các bạn phải điều chỉnh cái tư thế ngồi hợp lý, khoảng cách từ mắt đến máy tính phù hợp, luôn luôn đảm bảo rằng ánh sáng phải đủ để làm việc. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến phẫu thuật tật khúc xạ, hãy để lại ở phần bình luận, bệnh viện sẽ giải đáp.